Thưa quý vị, thời gian qua, do con heo được cả xã hội lao vào giải cứu, nên gia cầm ít được quan tâm, ít người mua, cung vượt cầu, giá giảm. Và khi chiến dịch giải cứu heo quy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, khiến cho nhiều người mũi lòng đi mua thịt heo về giải cứu, thì bữa ăn của không ít gia đình cũng bớt đi con gà, con vịt, cá trứng. Vậy là sau cảnh ngộ với người nuôi heo, tới lượt người nuôi gà vịt cũng thua lỗ, gặp nhiều khó khăn vì giá cả liên tục giảm. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Mỗi ngày, ông Danh Đon phải tốn hơn 200.000 đồng tiền thức ăn cho bầy gà gần 300 con của mình. Chỉ còn 20 ngày nữa là xuất chuồng, nhưng giá gà cứ liên tục giảm. Nếu tháng trước, gà Bến Tre có giá gần 70.000 đồng một ký, thì giờ chỉ còn 40.000 đồng. Với mức giá này, ông cầm chắc lỗ trên dưới 10 triệu đồng. Chú phải bán, còn nếu chú không bán thì chú cũng phải đổ ăn cho hàng ngày. Người nuôi gà đã lận đận, người nuôi vịt cũng chẳng khấm khá hơn. Có trong tay đàn vịt hơn 3.000 con. Ông Nguyễn Hồng Chiêu không tránh khỏi lo lắng vì giá vịt cứ trồi sụt thất thường. Hiện thương lái thu mua vịt thịt chỉ còn 25 đến 28.000 đồng một ký, giảm hơn 10.000 đồng một ký so với đầu năm. Thức ăn mọi mặt hết trơn, rồi đồng giá thì cao 50.000, 60.000, mà giá mà thấp là nhà chăn nuôi lỗ. Khó khi nào mà nó trung bình vẫn nổi. Cuộc giải cứu heo chưa đến hồi kết, nguy cơ giải cứu gà vịt đã bắt đầu nhen nhóm. Càng khó khăn hơn khi những người làm kinh tế từ gà vịt có rất ít vốn, nên việc cầm cự chờ giá trong thời gian dài là một gánh nặng, khiến người nuôi chìm sâu trong thua lỗ.